chế vô đi. Xuyên đêm của em với là anh Quang đi Cà Mau nha quý thưa anh chị nha. Bến đò Hố Gùi giao cho anh Khách. Cũng đã theo dõi kênh của em lâu rồi. Và bà con xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất theo ngày tháng nha. Vào 5 giờ chiều mỗi ngày thì em sẽ cập nhật cho bà con mình. Và tình hình hiện tại ở khu vực của trong em, miền Tây trong này bị ảnh hưởng nhẹ nhẹ rồi mà em thấy dòng gió cũng khủng khiếp. Không biết bà con mình ngoài kia sao rồi. Cầu mong cho mọi chuyện suôn sẻ hết. Dạ, tai qua nạn khỏi nha cô chú anh chị nha. Hồi nãy hôm qua, tối hôm qua cũng có nhiều cô chú ở ngoài ngoại gọi về. Lâu lâu cũng có nhiều cô chú điện hỏi thăm. Dạ, điện thì nói bây giờ ở ngoài đó là không dám lên bờ. Phải ráng trụ ở dưới rê kia để mà canh tát nước cái tụi nó chìm kia. Khổ quá trời quá đất. Cô chú anh chị ơi, có gì thì mình cứ lên bờ mình tránh né đi. Có gì mình khắc phục sao vậy chứ đừng có ở dưới vậy nó nguy hiểm quá. Hôm qua cũng có nhiều chú ở ngoài đó điện về tội nghiệp quá trời. Quá trời giông liệt liệt luôn rồi con. Không biết rạng sáng sao mà nghe nói là vô hồi khuya này. Giờ em với anh Quang tiếp tục di chuyển bắt đầu từ Mỹ Tho ở nhà. Hôm nay là từ nhà ở Mỹ Tho di chuyển về bãi máy ở chợ Đồng Phú Vĩnh Long. Bóc máy đi rồi Cà Mau. Cầu mong cho bà con miền Trung mình dạ tai qua nạn khỏi ha. Giờ em với anh Quang xuất phát dặn đường xuyên đêm của hai anh em. Chào bà con. Chào bà con. Ok, lên đường nha cô chú anh chị. Có gì thì cứ lên bờ tránh đi cô chú anh chị ơi. Qua trận này thì mình có gì khắc phục lại nha. Cái gì cũng vậy, có gì mình khắc phục. Người còn là mọi thứ còn hết nha cô chú anh chị. Ở dưới đó nguy hiểm quá. Rồi lên đường cô chú anh chị ạ. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Mới sáng sớm thôi mà cây cối nó lại nghiêng đầu theo gió nữa rồi cô chú anh chị ơi. Quá khứ rồi. Coi cái đọt dừa nè bà con. Đó, cái này thì đuối nữa rồi. Cố lên bà con miền Trung ơi. Nước cái khu vực nhà em bây giờ là lớn khủng khiếp. Dân lên gần tới nhà hết rồi. Trường tiểu học Đồng Phú A nha cô chú anh chị. Vừa đổ dốc cầu thì cô chú anh chị mình đến ngay cái bàn á. Giờ có cộng dây xích thì cô chú anh chị mình đậu lại giùm em. Để em chạy ra em rước cho dễ nha. Bây giờ em với anh Quang mở bạc mở thùng.
anh Mười đem máy ra bắt đầu vận chuyển đi nha cô chú anh chị. Xe này mới lấy rồi, chạy về tăng 63H02971. Đó, do là đi xe nhỏ chở được ít quá cho nên là lấy xe lớn hai anh em đi cho khỏe, lúc nào cũng có sẵn cảo ba chân rồi cho cô chú anh chị. Chẳng hạn như những cái chỗ nào mà xuống máy khó khăn á thì đem có ba chân em xuống luôn. Giờ chờ máy rồi lên đường nha cô chú anh chị nha. Bây giờ đi Đầm Dơi Cà Mau, chờ máy ra. Dạ, và máy móc đã được cạo rút xong. Bây giờ em với anh Quang sẽ di chuyển đi Cà Mau. Xuất phát nha cô chú anh chị nha. Xuống máy. Đâu rồi? 0215. Hoàn thành. Xuất phát nha cô chú anh chị. Cà Mau thẳng tiến. Tranh thủ siết hết ga số. Mấy tiếng đồng hồ bà con. Lên đường thôi, cầu cho bà con miền Trung tai qua nạn khỏi nha. Xuất phát. Nhân ma 3X15 xong. Nghĩa địa, đẹp luôn. Nước sơn zin nha, giờ lên đường thôi. Xuất phát. Thành phố Ngã Bảy. Giờ em với anh Quang sẽ đi đường Quảng Lộ Phụng Hiệp. Cà Mau ơi, em tới đây. Let's go. Let's go. Rồi hiện tại bây giờ em với lại anh Quang nhà đã đến Hậu Giang rồi, vô Quang Lộ Phụng Hiệp ghé ăn uống cái kiểm tra máy móc luôn coi nó làm sao, rồi bắt đầu di chuyển tiếp tục. Ok, máy căng cứng nhắc nha cô chú anh chị. Giờ vô ăn uống xong rồi tiếp tục lên đường Ngã Bảy à. Rồi mời cô chú anh chị mình dùng cơm chung với em với anh Quang nha. Cái này là lẩu cá, tép, gan, thịt, thịt kho gừng. Mời cô chú anh chị mình dùng cơm trưa với em với anh Quang luôn. Rồi sau đó tiếp tục con. Mình di chuyển. Mời bà con nha. Mời anh, cơm luôn Quang. Ok, mời bà con cơm nha. Rồi, mời cô chú anh chị. Quá đã, sôi đột ngột luôn. Rồi, vô địa phận Sóc Trăng. Sóc Spy Bông ơi, công kính chúc tới Bạc Liêu rồi bà con ơi. Rồi rồi cô chú anh chị ơi, gặp yêu quái rồi, gặp Tư Bát Giới rồi bà con ơi. Xong xong phim cầu Vườn Cò cách Cà Mau 34 cây số nữa. Dòng gió nè bà con, dòng lên này, đó 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 đó, trời ơi mưa lẹ nè. Mưa trắng luôn, quá khứ rồi. Quá khủng, quá dã man. Ở trong miền Tây em dày thôi mà còn muốn yếu rồi, không biết ở ngoài miền Trung bà con mình sao rồi. Mưa gió cũng khiếp. Cầu Cái Nhúc. Wow. Mưa gió địa phận Cà Mau được 3 cây. Và bây giờ thì em với anh Quang đã đến thành phố Cà Mau. Nhưng mà mưa thì cũng vẫn là mưa thôi cô chú anh chị. Còn tầm khoảng tiếng mấy, 2 tiếng nữa là xuống tới bến phà Vàm Đầm. Wow, dốc khủng khiếp vậy. Chuẩn bị đến chỗ giao máy nha cô chú chị nha, tầm khoảng tiếng mấy nè. Vào trung tâm thành phố Cà Mau. Hai, từ thành phố Cà Mau đổ vô nè cô chú chị ơi. Nãy giờ chạy gặp những đội qua sim không? Còn mà đội không hai bộ. Đó, trời ơi. Thánh thần thiên địa. Cấm bản 50 cái số giờ bà con. Mà nãy giờ hai anh em chạy không được 10 cây nữa nữa.
Cái này là que em mùa nước lũ nha cô chú anh chị. Mùa nước lũ. Đó. Mà con mình thấy không? Đó. Nhiều cá luôn cô chú anh chị, quá đã. Trời mưa luôn rồi con. Rồi rồi, rau tới gần rồi bà con ơi. Cảnh còn gì đẹp hơn nữa, mới mưa xong còn đang lâm râm mà cảnh xanh lè xanh lét thì quá đã cơ chứ anh chị ơi. Thôi nó mát nó đã bà con ơi. Quá sướng, quá sướng. Hai cây đã ghê không bà con. Cái này cái gì hết bạn? Đang bông vàng hay gì? Cả hai hàng tạm bông vàng quá phê, dài thon luôn mà con, thẳng một đường một luôn á, bằng lăng á, à, có bằng lăng nè, đó quá đẹp quá, sướng quá. Và bà con ở gần thì mua máy á, cứ đến trực tiếp chợ Đồng Phú Vĩnh Long để xem và test máy giúp em. Còn ở xa thì dạ muốn đến bãi máy em để chơi, đi tham khảo luôn á thì cứ đến trực tiếp nha. Nhà xa hơn nữa thì báo giùm em vị trí, địa chỉ, em sẽ nhận giao ship cho cô chú anh chị mình. Như đây ông anh ở Cà Mau nè, và anh Đặt thì em chạy từ ở Mỹ Tho về bãi máy, rồi xong bây giờ em mang xuống em giao cho ảnh ở bến phà Hố Gùi, xong cái em với anh Quang đạp về sáng ngày mai bắt đầu gì trời ơi cái cãi gãi phức, sáng ngày mai bắt đầu em với anh Quang về Gò Công, về quê nhà con đám, rồi xuất phát những cung đường thời gian tiếp theo. Mời cô chú anh chị nha. Rồi em với anh Quang đã tới chỗ của bà chị ở bến phà Dầm Đầm Hố Gùi. Bây giờ xuống máy này, mưa khủng khiếp bà con, mưa tối tối trời luôn. Bây giờ xuống Giang Ma 3S15 cho khách. Nè bà con, quá cứ mưa dã man. Dạ, xuống máy có cẩu nha cô chú anh chị, bên phà Dầm Đầm Hố Gùi. Dạ rồi, máy móc đã giao xong, xuống ngay chị ruột giao nữa. Ok hoàn thành. Dạ bây giờ quay trở về nha cô chú anh chị. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều nha. Lên đường.